ăn được là cao thủ. Mấy kia giỡn trễ giờ nó quá tài luôn. Tôi thấy gì không bóng. Trời ơi, cái kèm mất rồi. Cái kèm mất rồi. Không bóng rồi, mình không làm được. Cậu ai coi sơn khóc em ngay. Mình không chửi ra nhưng mà người khác đều chửi. Có thấy trướng tay dữ vậy. Có fan rồi. Muốn múc luôn. Để đây anh múc cho tôi chưa. Đâu không có múc được đâu, điện này không có được. Bánh quá ngon. Ủa mọi người, ông ăn mì, ăn mì ra đi ra ăn bánh rồi. Lý Hương cho anh một ít ra mì. Ồ, không ăn huyết. Đúng không? Em bỏ muối không? Anh đâu biết, tại vì anh thấy nó giống. Đúng rồi, giống rồi, nhưng mà... Chắc em bỏ vô, nó chưa chín cắt anh Dương. Bánh em để quá 5 tiếng rồi. Ngâm cho nó hay là... Sao mà quay... Máy Lý Hương nó lại nhỏ mà máy mình cũng ra Lý Hương to vậy. Sẽ thật khó bỏ nó. Bỏ đi. Anh sẽ Lý Hương sẽ phục vụ tất cả mọi người. Máy này à, chỉnh ngay cái điện thoại luôn rồi. Sao sao vậy ta? Ta nói đi học làm bánh là phải do. Camera này đặt bên này. Đi vô rồi. Đi vô là gì? À đấy, quay ngược máy lại. Biết được rồi. Bây giờ lỡ quay vậy rồi quay ngược lại nó bị ngược hình sao? Ngược thì bây giờ phải dừng cái này. Ờ, dừng cái hình này đi ha. Dừng đó, quay lại. Hỏi kêu mà đi học làm bánh là làm gì? Ngày hôm qua. Có bữa em quay cái clip quảng cáo cái bánh trung thu cho anh kia. Cái clip bánh trung thu á, ổng ấy 1000 video, ổng sẽ 1000 view, ổng sẽ trả em 100.000. Mà bây giờ nó là bốn mấy ngàn view rồi. Chết chưa? Nhưng mà nè, tự nhiên có nhiều tiền quá đó. Nhưng mà nè, bây giờ cái quan trọng là sau cái video đó còn có được cái hàng tới không? Hàng tới nhiều không? Mình có cái hàng tới bữa là em quay luôn cả cái website của ông đưa lên luôn mà. Thôi đây bây giờ vậy, mình không chơi tính lượt view mà bây giờ mình tính lượt số người tới đặt ảnh. Ok chưa? Vô chưa. À, bữa nào anh tới em mình. Anh nói gì tới là không biết, em dạy làm chuyện không biết. Có miễn có người tới mua cái đồng người. Rồi hả? Xong rồi hả? Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. To đùng mà. Dễ 100 rồi. Đó. Đúng rồi. Từ từ nha. Bây giờ tốt xem đâu nè. 10 quán của anh tới ăn là hết 9 quán của khách hàng. Trên cô yêu cầu. Nhiều 100 có gì em có lỗ đâu. Nhiều nhiều. Đợi chính rồi, chính. Đây là nhà món đâu ghế cái đó kiếm mực. Rồi nó là cái gì vậy? Mì chắc thì bốc. Đúng rồi, cái này gọi là mì xí quách bò. Ông Sơn cái khách hàng của ông Sơn gọi là tuốt ở trên Củ Chi. Bữa đó chả tuốt ra đó luôn. Trời ơi. Dạ tới đó luôn hả? Ê sao sao kêu lát chở? Sao em không xài nữa? Mất lắm. Dạ dám á. Và con nhỏ là công nhân. Tốt cái đó. Thấy mà hết tiền xăng luôn. Trời cái nó nhiều hết xăng luôn. Không phải tụi nó cho nó có những cái đơn vị cho mình cái gì anh Sơn ơi đưa chén em. Chạy vô được luôn. Ừ. Xa bên ship bánh, ship đồ ăn nên nó phải cẩn thận hơn. Ship đồ ăn nên nó cẩn thận hơn, nó không để nát. Kia ship hàng nó chồng nhau, nó để trong cái ba lô của nó để nhiều được. Còn ví dụ kêu nói đồ ăn thì thứ nhất là phải ship theo giờ. Thứ hai là nó phải để vào bánh sinh nhật nữa thì nó phải để nó phải cẩn thận hơn. Anh nổi tiếng như lắm nha, anh trên TV luôn đó nha. Mấy nhỏ mua hàng nữa đấy, anh thấy anh trên TV. Trời ơi, cái hàng mà kêu mấy nhỏ kìa. Trời ơi, trời. Anh thấy anh trên TV. Có dao. Con nhỏ nó cũng biết chân là bánh. Ông bữa đó là em cố tình em quảng cáo á, em đưa số điện thoại tao đụng luôn, bắt tay luôn. Mấy kia nó biết video em quảng cáo cho em quá trời luôn, mẹ lắm. Tại vì đó mình thật sự em cố tình quảng cáo luôn, chứ không phải là giống như mấy chỗ khác ăn xong rồi đi thì chỉ để chị sơ. Quên tên số điện thoại đầu cuối rồi quên nhờ nhát này nhóc luôn. Lúc đó mày muốn lâu lâu nghe nó dựa vậy đó thì em xuống dưới em comment câu này bảo đảm là nó không nói. Ai muốn mình chị chiêu này không? Dạ. Dạ. Nó chửi đúng không? Nó chửi đúng không? Mình vô mình comment đàng hoàng, mình nói nè, không nói á thì mấy ông kêu mình là nhỏ mọn, mà mình nói á mấy ông kêu mình nhỏ giòn. Bây giờ ông muốn mình mọn giòn hay mình nhỏ mọn? Cắt lại luôn hả? Kiểu gì cũng nói được. Mình không cho địa chỉ. Ông quay mà ông có địa chỉ sao có tiền? Được, cho địa chỉ được, cho địa chỉ cho. Mày quảng cáo quá lố.
có vụ đó có. Có. Mày dán này. Mà mình nói vui nhưng mà thậm chí nó còn tưởng cái tiệm bánh rồi có em nữa kìa. Mà có những cái tôi nghĩ sao mình đọc địa chỉ rõ, mình quay nè địa chỉ nó vẫn hỏi, vẫn hỏi men hỏi bình thường. Mai mốt nha, mình sẽ chơi chiêu, mình biết cái khúc đó là số nhiêu, mình coi lại cho đó mình comment này, bạn hãy coi lại video này hai trăm mấy này ở phút số 2.0.1. Em không chiêu hết Lâm rồi, nó hỏi số mấy xong chịu nói. Cái em nói bạn làm ơn xem hết video bạn sẽ thấy cuối cùng cho cái địa chỉ sao không tìm trả lời luôn. Đúng rồi, trong video mình trong video có nói rất là nhưng mà nói cuối cùng xem hết video bạn sẽ thấy xong rồi mấy kia cái em sao tôi coi tôi không nói không bạn cái coi lần nữa. Trước Lý Hương cũng thấy có Lý Hương trả lời là cái gì, nếu mà theo dõi kênh hoặc nếu theo dõi video thường xuyên của Lý Hương thì sẽ có câu trả lời. Nếu mà theo dõi thường xuyên thì sẽ biết. Là hỏi là ví dụ như là bao nhiêu tuổi rồi có người yêu chưa rồi cái gì đấy đại loại thế. Anh này là chết. Hả? Tiền yêu hả? Ừ, tiền yêu nãy giờ không mà nãy giờ cứ đang hồi nãy thì trả lời comment luôn nè chứ có tiền yêu. Mình đang nói không có tốt đâu, đang nói xấu khách hàng đó. Xấu người đâu. Thì đó, nãy giờ nghe ông còn là nói trời ơi khách hàng khi bằng nhỏ không mà nó kêu cúp mình. Lý Hương nhớ coi cái khúc đó nghe, cẩn thận nghe. Đi anh mà có điện thoại Mỹ gọi được. Và ông đại. Ông già rồi. Rồi. Lý Hương, cái đó nguy hiểm lắm á. Nãy giờ tại mình toàn nó sống người xem. Giữ lại, mình giữ hạ cái đó xuống thôi. Giữ hạ xuống, cắt cái đó. Tắt rồi đó, rồi thoải mái. Găm ngay mặt. Gì? Anh kia đưa đây. Anh em mình còn nói xấu rồi.